Alo, Phong hả cưng? Hello chị đẹp, đang làm gì đó? Rảnh không? Buồn quá, có gì tâm sự với em được không? Ồ, chị đang bú cu chồng chị, có gì không em? Trời ơi, nói chuyện gì ghê vậy bà? Trời ơi, tao bú cu chồng Tây, nó phải bú cu thằng nào đâu mà ghê. Nhưng mà em đâu có hỏi cái chuyện đó, chị nói với em là cái gì? Ai biểu mày hỏi chị đang làm gì? Chị đang bú cu chứ đâu phải chị đi ỉa đó mà ghê. Ha, có gì thôi chị bú tiếp đi, có gì lát gọi em sao? Thôi không sao đâu, nói chuyện đi, trời chồng kìa nó phê quá trời, nó đi ngủ rồi. Trời ơi, sao chồng của bà sướng quá vậy? Đúng rồi, trời ơi, chị phải làm như vậy chứ em mới giữ được cái hạnh phúc của gia đình chứ. Bà nói vậy là sao? Em chưa có gia đình, em không có hiểu đâu. Đàn ông á, có gia đình đó, nó ưa ra ngoài, nó có mấy con ghẻ nhí dữ lắm. Chị phải chơi cho nó hết sức để cho nó không có còn sức để nó chơi mấy con đĩ khác, em hiểu không? Thiệt không đó? Thì chị hút hết mẹ nó rồi thì nó đâu còn tinh trùng nữa đâu mà nó chơi. Wow, bà thao thông minh dữ vậy? Phải như vậy chứ em, chị á là hai ba đứa con rồi, chị mà không thông minh đó hả là chị đâu có đấu lại với mấy con đĩ mới lớn lên bây giờ đâu em, mấy con nhỏ 20 21 tuổi đó. Bởi vì người ta nói mà rừng càng già càng cay mà. Chị là người lớn, chị phải có chiêu chứ em. Chồng mình đó hả là mình phải chiều để mình ở suốt đời suốt kiếp mới được chứ. Trời ơi, mấy con nhỏ nó khác, nó ngu lắm. Có chồng bằng hai nào nó cũng gây lộn hết trơn á. Có ngày á, tao bảo đảm với mày á, là nó bị chồng nó bỏ sớm. Đàn ông con trai á, em biết không, nó rất là dễ hiểu. Nó chỉ cần người con gái biết ba thứ thôi là đủ rồi. Ủa ba thứ gì vậy chị? Ít nói, nấu cơm giỏi, bú cu cho sướng. Vậy là sao? Chị nói gì không hiểu vậy? Thì chị canh chồng chị nó đi làm ra, chị nấu một bữa cơm ngon thật là ngon. Xong rồi 5 giờ nó ra, là đúng 5 giờ 15 nó về tới nhà đó. Mà nó phải về đúng giờ nha. Nếu mà đúng giờ á là chị tuột quần nó ra cho thổi kèn. Trời ơi, sao đã vậy? Thì chồng của chị mà em. Trời, nếu mà còn đi trễ giờ thì sao? Thì lần sau nó gắn về đúng giờ thôi. Thì đàn ông á, nó giống như đứa con nít vậy đó em biết không? Nếu mà nó giỏi á, thì mình nó được thưởng. Còn nếu mà nó hư á, thì mình phải khuyên năn nó, mình dạy dỗ nó. Chứ còn la nó hoài á, là nó bỏ nó đi luôn em ơi. Mà nó ra ngoài nó gặp con đĩ khác á hả, bị dụ dỗ là xong phim. Vậy à. Bởi đời mà em, thạch sanh á thì ít, mà lý thông á thì nhiều. Đúng rồi, vậy còn ít nói thì sao? Thì em biết mà, chị đây nói nhiều lắm. Em biết mà, chị khỏi quảng cáo. Thì em biết mà, chị ra đường á hả, đố thằng nào, đố con nào cãi lộn bằng chị. Nhưng mà ở nhà đó, chị hiền như Phật Bà Quan Âm vậy đó. Còn ra đường á, đủ má thằng nào dám sóc tao. Mà ở nhà đó, thì honey, có em đây. Mỗi lần á, mà chồng chị á, nó muốn chửi chị á, là chị đóng phim liền á. Dạ thưa anh, em biết lỗi rồi. Lần sau em không dám làm nữa. Nghe xong là hết giận liền. Giống như cái nút cancel vậy. Nhắn một cái là mọi chuyện đều bỏ qua hết. Hay vậy? Vậy nếu mà ổng mà còn giận thì sao? Nó mà còn giận chị hả? Chị có chiêu khác, tuột quần nó xuống, bú một cái. Trời ơi, được không đó? Được chứ em, bú một cái là tên ông già nó còn nhận không ra nữa. Tâm hồn đâu mà nó gây lộn với chị. Ông bà xưa có nói mà em, Ông bà mình nói cái gì vậy? Ông bà mình nói cái gì? ông bà xưa có nói mà, vợ chồng cãi lộn con cu nó dạy qua. Ủa, ông bà nào nói vậy? Trong sách đó em. Em ít đi học em không có hiểu đâu. Chị nè, dân chơi gì lắm á, nhưng mà chị đọc sách nhiều lắm. Toàn là playboy không à. Wow, công nhận mặt bố cung lợi hại thiệt đó nha. Đúng rồi. Chị cho em biết nè, một năm á, bao nhiêu ngày lễ á, chị đều có quà hết trơn á. Ông chồng chị á, đến nỗi á hả, ngay cái ngày đám giỗ á, mà ổng còn mua quà cho chị nữa mà. Vậy chị là quá giỏi rồi đó. Chị á, cái job của chị á là chị phải làm cho chồng chị á, nó đã thông kinh mạch để cho cái đầu óc nó thanh thản. Trước khi đi làm chị bu nó một cái thì nguyên cả ngày á, ổng đi làm ổng chỉ có một nụ cười trên mặt của ổng. Ai nói gì thì nói, làm gì thì làm, ổng cứ tươi cười, ổng gán làm về kiếm tiền mua hột xoàn cho chị. Thì ra là vậy. Ừ, ok. Thôi, không có nói chuyện của chị nữa. Em sao rồi? Em gọi chị có chuyện gì không? Ủa chết mẹ, hồi nãy em gọi chị có chuyện gì vậy ta?
Đủ mẹ Phong Lê này, vô duyên vậy? Đâu, hồi nãy em gọi chị có chuyện em muốn hỏi, nhưng mà tự nhiên chị nghe kể chuyện ly kỳ của em quên mẹ rồi. Trời ơi, vậy tao cũng nhiều chuyện quá chứ. Thì đúng rồi. Mày nói gì? Không, không gì hết. Ok, mai mốt á, em muốn nói gì á, em ghi xuống tờ giấy, dán lên trán á, rồi gọi chị sau, để khỏi quên. Ok, có gì mai mốt em nhớ em gọi chị, có chị tâm sự, hai chị em tâm sự sao nha. Hai, cái ba chị đẹp. Ok, bye em. Đủ mẹ thằng Phong Lê này khùng. Tao đang bú cu ngon lành vậy đó, gọi đến làm phiền. Đi làm thì phải bú cu lại. Anh, vậy bú tiếp.